ta biết một người, hắn không có vị giác cùng xúc giác, lạnh lùng cùng bình tĩnh. Nói về mưu trí, hắn được xưng là đa trí như yêu, không người có thể so. Hắn am hiểu bố cục phức tạp, am hiểu quỷ bí âm mưu, càng am hiểu phân tích chuyên sâu. Hắn được tạo ra, có lẽ là một kỳ tích, có thể nói lão thiên đã ngủ quên, nên hắn mới được sống. Lão thiên cho hắn sống, nhưng cũng không cho hắn sống dễ chịu. Hắn mất đi thân nhân duy nhất, hắn mất đi toàn bộ tình cảm, hắn dường như mất đi sinh mệnh. Tất cả mọi người lần đầu tiên nhìn thấy hắn đều hiểu lầm hắn. Nhưng mà trải qua nhiều lần hoạn nạn, đám người phát hiện hắn đáng giá thí nghiệm. Hắn có tri thức uyên bác, nhưng vẫn không ngừng truy tìm lấy kiến thức mới, không biết mệt mỏi. Hắn không có bất kỳ tình cảm gì, lại vẫn cố chấp đeo đuổi ước mơ tình cảm của hắn, vô luận trả giá bao nhiêu. Người này đã phức tạp lại đơn giản, hắn đả động tới vô số tâm của người khác, hắn gọi là Sở Hiên, trí giả trí vương.